Mùa hội có Hồng Lan Bi An 2022 diễn ra ở gần khu vực cây thông cô đơn. Mùa hội có Hồng Lan Bi An lần thứ tư, 2022 diễn ra ở gần khu vực cây thông cô đơn, hồ đan kia, suối vàng, là chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022. Ngày 16 tháng 11, ông Siêu Po, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hát Lạc Dương, Lâm Đồng, cho biết mùa hội có Hồng Lan Bi An lần thứ tư, 2022 diễn ra ở gần khu vực cây thông cô đơn, hồ Đan Kia, suối Vàng. Đây là một trong ba chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 của hát Lạc Dương. Cụ thể, chương trình mùa hội cỏ hồng chính thức khai mạc sáng ngày 19 tháng 11 tại đồi cỏ hồng thuộc tiểu khu 112A, gần khu vực cây thông cô đơn. Hồ Đan Kia, suối Vàng, cách thành phố Đà Lạt hơn 15 km. Du khách được miễn phí đến tham quan chụp hình đồi cỏ hồng và một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên lâm viên, được thưởng lãm các tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp về cỏ hồng Lan Bi An đã đạt giải trong các mùa hội trước. Du khách còn thỏa thích tham gia các chương trình nghệ thuật, giao lưu với người dân tộc cơ ho dưới chân núi Lan Bi An huyền thoại, giao lưu cùng nhóm nhạc Đa Láp, đại sứ văn hóa và du lịch hát Lạc Dương, tham gia các trò chơi dân gian. Ông Cao Anh Tú, trưởng phòng văn hóa và thông tin hát Lạc Dương cho biết, ngoài chương trình mùa hội có hồng lan bi an. Hát Lạc Dương còn tổ chức hai chương trình khác để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 gồm Lễ hội đua ngựa không yên hát Lạc Dương lần 1, Liên hoan ẩm thực và rượu Trần lang Bi An lần 1. Theo đó, hai chương trình Lễ hội đua ngựa không yên và Liên hoan ẩm thực được tổ chức vào các ngày 26-27.11 tại dự án khu du lịch sinh thái, văn hóa SXHQ, xã Đại Nhiêm, hát Lạc Dương thông qua các chương trình sự kiện này hát lạc dương mong muốn quảng bá hình ảnh giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch kinh tế của địa phương mặt khác nhằm tôn vinh vùng đất con người và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống lâu đời dưới chân núi lang bi an hùng vĩ